Chào bác. Dạ, bác đừng đợi đi bác đừng đợi, con lại cần. À, bác tên gì mà con thấy là khi nào con đi con cũng thấy bác hay dắt cháu à. Quên tên rồi. Bác quên tên rồi à? Con mất rồi. Rồi nhà bác ở mô? Dạ, ở Thủ Đức hả? Bên Thủ Đức hả? Dạ. Rồi bây giờ hai bác với cháu là sống bằng nghề chi? Dạ, nghề dạ. À. Buồn đào cho đông mô thì như đông này á. Ba tuổi về nhà hả? Rồi có đủ ăn không? Có đủ ăn không? Dạ, rồi cháu đây là vì răng mà bị như thế này bác. À. Rồi hai ông cháu ở với nhau có ai ở với ông được không? Ở gia đình hả? Dạ rồi à. Giờ gia đình không nuôi mà răng cứ hai ông cháu cứ đi lang thang trên đường mãi nữa. Dạ. 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 Dạ dạ. Dạ rồi dạ. Đây là hai ông cháu mà bên thầy trời mưa trời nắng cùng dắt nhau đi thường xuyên, hầu như là rất nhiều nơi ở thành phố Huế, đặc biệt là các chùa cũng như nhà thờ. Bởi vì nếu ai có lòng cảm thương thì bên cộng mong quý vị giúp đỡ, vì bên cộng nhiều lần gặp và cảm thấy cũng rất là đáng thương. Đây là bên trong chùa Từ Đàm. Bên kia là nhà thiếu nhi trên đường lên lề. Đây là công viên lên lề quý vị, ngoài kia là sông Hương. Chúng ta thấy có một cái hình tượng nghệ thuật đang bưng một cái thùng hoa. Đây là hình ảnh mẹ già gặt hoa đi bán quý vị. Hay là gặt hàng. Quý vị thấy đây là con đường đi bộ, nó nối liền từ cái đường Nguyễn Đình Chiểu cho đến chỗ này.
là phía đối diện với nhà thiếu nhi vừa rồi chúng ta xem. Và đây cũng có một cái nhắn rẽ. Cái nhắn này nó rẽ qua đi cặp sông Hương cho đến quanh cái Học viện Âm nhạc Huế. Trước đây cái chỗ này có cái quán cà phê Si, quý vị này, cây Si. Nhưng bây giờ đưa hẳn vào trong kia rồi. Trong cái chỗ phía sau cái nhà xanh xanh này, quý vị. Đang có nhiều người, nhiều em đi chơi. Đây. Ngoài kia quý vị thấy sông Hương và cây cầu mới, cầu Phú Xuân. Quang cảnh bà con và du khách chụp ảnh kỷ niệm trong những nơi vào chơi, như tại đây là công viên Lê Lợi. Ở đây có một con cá chép đang thiêng đình thẳng tiến, và nhiều người lớn trẻ cũng có áo xanh, áo đỏ, áo vàng, áo tím đang chụp ảnh bên những nhành hoa, nhành đào, nhành mai tươi sắc. Có những cây cảnh lâu năm cũng được trưng bày tại cái chỗ công viên Lê Lợi này. Đây là một cái tường được đặt bên cạnh cái bia quốc học. Đây là những chú hợi vật linh của năm đang được bà con trang trí trưng bày ở đây, ngay trước trường quốc học phía đối diện qua đường Lê Lợi, tức là cái chỗ bia quốc học rồi đấy. Có những chậu gốc mai rất là lâu năm. Cái chậu này đường kính khoảng 30 phân cm. Một con diều rồng đang được treo ở đây, và phía dưới này người ta bố trí thêm những cái vật cảnh như là đá, gỗ và các loài gốc, có thêm các hoa tiết. Một con lấn bằng gốc cây rất là thơm, thơm mùi gỗ tràm trầm, mùi trầm hương á quý vị. Đây là những cái cục đá có hình dạng đặc biệt được người ta trưng bày để bà con chiêm ngắm. Bên này là một cái khu vực trưng bày các cái tranh bằng đồng. Bước qua khu vực này chúng ta thấy là bà con trưng bày rất nhiều cây cảnh, những cái gốc mai chiếu thủy cũng như là súng, rồi thậm chí me khế.
rất là nhiều và đẹp, tuyệt vời luôn. Đây là một cây khế, nói chính xác hơn là một chậu gốc khế. Có một quán cà phê nhỏ được bố trí ở góc này. Những cái tiểu cảnh non nước rất là đẹp. Và rất nhiều cái cây cảnh, chậu cảnh. Được đặt dọc theo cả cái lối đi bộ để người dân, bà con thư giãn và ngắm cảnh đầu xuân. Cũng có các hòn nón bộ, tiểu cảnh, nước non, nhìn rất là đẹp mắt. Đây là quang cảnh công viên Lê Lợi bên dòng sông Hương. Trên cái đường đi bộ này, người ta có làm vòng ra một đoạn, một cung tròn để bà con có thể bước ra sát với dòng sông để ngắm cảnh cho nó gần với mặt nước hơn. Chúng ta lại đi qua cái giàn hoa, hai bên được treo cả cái chậu hoa dưới cả cây thanh tre, nhìn cũng rất là gần gũi với miền quê trên cái phố đi bộ bên dòng sông Hương này. Ở cái đoạn này, ngoài bố trí cả cái cụm hoa, người ta cũng bố trí cả cái vườn nông thôn, như ở đây gọi là đồn rơm, để làm tăng cái tính gần gũi, gắn bó với quê hương, với miền quê Việt Nam trên cái công viên Lê Lợi này. Và ngoài kia chúng ta cùng thấy một số cặp tình nhân cũng như là bạn bè đang dạo trên sông Hương bằng những con thuyền đạp vịt. Có những vòm hoa hình trái tim nằm sát nhau, thể hiện cái sự gắn bó, chan hòa và yêu thương cũng như là hạnh phúc trên cái công viên này. Nhiều hoa mai nở khoe sắc chào đón năm mới đầy sức sống và mang thông điệp hạnh phúc vui vẻ gửi đến mọi người. Tuy là năm hời nhưng mà trên công viên Lê Lợi cũng có những chú cậu ngắm cảnh trong nhà, trông rất là dễ thương. Cũng có những chú gà trống lên lịch, lên kế hoạch cho một năm làm việc mới, một hy vọng mới. Đây chúng ta nhìn kỹ qua cái công viên hoa Lê Lợi dòng sông Hương, bên kia là ngọn cờ kỳ đài kinh thành Huế, và đây là cái tượng cô gái Việt Nam bên cạnh công viên đường Lê Lợi. Bình xin cảm ơn quý vị đã về thăm Huế cùng với Bình tại cái ngày mùng 3 Tết. Hôm nay giờ này là vào buổi sáng, vào khoảng 8 giờ hơn đó quý vị.
bên mến chúc mọi người luôn hạnh phúc, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, một năm như ý. Và quý vị không quên ủng hộ cho video bằng cách like, chia sẻ cũng như là bấm đăng ký để thường xuyên nhận được các video khác mà bình tải lên. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Trân trọng.